Anh em thấy không ạ? Trên tay mạnh là một sợi dây tuyo thủy lực. Hôm nay video này mạnh sẽ hướng dẫn cho anh em cách lắp ben thủy lực. Lắp ben thủy lực từ máy cày nhé, từ máy kéo Kubota. Và hiện tại mạnh đang đứng bên cạnh chiếc máy cày, máy kéo Kubota L3408 được phân phối độc quyền và cung cấp bảo dưỡng độc quyền từ đại lý Tiến Đông. Thì như mạnh được biết thì tất cả anh em đầu tư máy kéo đều rất quan tâm đến việc lắp ben tức là ben của móc. Hiện tại đây là một cái chiếc máy mới nên là mạnh không có cái móc ben ở đây, nhưng mà như anh em đã biết thì khi mà mình đầu tư máy cày máy kéo thì chắc chắn mình nên đầu tư một cái ben móc để mình đi chở các cái vật liệu và sử dụng nó để vận chuyển. Thì chắc chắn lúc đó anh em cần phải có nâng ben, hạ ben. Thì đây là chiếc tuyo và mạnh sẽ hướng video này mạnh sẽ hướng dẫn cho anh em lắp cái ben như thế nào trên máy kéo Kubota cực kỳ đơn giản. Và đây em quay đây, trên tay mạnh là cái tuyo này là đầu tuyo, này là đầu tuyo cong và đây là đầu 1/4 nhé, đầu gen 1/4 nhé anh em. Tuyo này thì dài khoảng chừng 4 đến 5 mét và gen 1/4. Thế thì trên chiếc máy Kubota, trên chiếc máy kéo Kubota, nhà sản xuất đã thiết kế sẵn một vị trí để có thể lắp được cái ben này và không cần lắp thêm bất cứ một cái phụ kiện nào khác, Như mạnh được thấy thì trên rất nhiều máy anh em thường là chúng ta lắp thêm bơm này, lắp thêm thùng dầu này, lắp thêm van này. Cái việc lắp như thế nó chi phí nó sẽ rất cao và nó không đúng kỹ thuật, nó làm rườm rà cái hệ thống của mình đi rất nhiều và chi phí nó lên cao. Thì đây ạ, đối khi chúng ta lắp cái đối với máy Kubota thì con ốc này chúng ta sẽ lắp trên con ốc này. Thấy không? Đây chúng ta sẽ lắp trên con ốc này. Đây đúng vị trí này. Thì em quay rõ lại đây cho người ta thấy. Không cần zoom đâu, em đừng zoom. Không cần thiết phải zoom. Đây trên máy Kubota thì chúng ta sẽ tháo con ốc này ra. Tháo con ốc đúng vị trí này ra. Đây. Và lắp thay vào đó là đây ạ. Đây là một đầu cút gen. Đầu cút gen này là một đầu gen 1/2 côn và một đầu gen 1/2. Đây là gen cái nhá, đây gọi là gen cái. Gen cái để làm gì? Để lắp vừa vào cái gen đực của gen 1/2 trên dây tiêu. Đây ạ. Đây là đầu gen cái. Thì chúng ta sẽ lắp thế này. Đầu này sẽ lắp vào đây. Sau đó chúng ta vặn dây tiêu vào. Thế này. Đây mọi người. Mình sẽ để cho mọi người xem. Đây. Dây tiêu sẽ vặn vào đây. Đó, dây tiêu vặn vào đây. Thế là mình đã giải quyết được câu chuyện lấy lực từ bơm thủy lực, nâng hạ nông cụ để cung cấp cho ben. Thế thì mình vặn vào đây rồi. Thì mình sẽ điều chỉnh nó như thế nào? Đây ạ. Sau khi vặn cái dây tiêu vào đây, bắt dây tiêu vào đây và một đầu còn lại thì sử dụng cái đầu gen vừa với cái ben, vừa với cái xi lanh, đầu chờ xi lanh của anh em đã thiết kế trên cái móc cái ben của mình. Đầu còn lại sẽ vặn vào như thế này. Đây, hai đầu đấy. Đó, sau khi vặn xong, vậy thì sau khi vặn xong, điều anh em quan tâm bây giờ là vậy nó lấy lực ở đâu? Nó lấy lực ở đâu để nó nâng? Đây, thứ nhất là trên này nó đã có bơm thủy lực và nó nâng ben, nâng hạ ben với cái nâng hạ cái hệ thống nông cụ với cái lực rất cao, với cái áp suất rất cao. Nó tầm cỡ 150 kg lực trên cm vuông. Cái thông số đó nó đã quá đạt so với thông số nâng ben rồi nha anh em. Thì cái cách để chúng ta tạo áp thì đây ạ. Đây, em đưa lại đây xin. Chúng ta dùng chính cái tay nâng hạ. Dùng chính cái tay nâng hạ của móc 3 điểm của nông cụ này. Khi
khi mà chúng ta nâng lên đến đây thì hiện tại nâng lên đây thì tất cả hệ thống áp lực của hệ thống thủy lực vẫn chưa áp vào dây này để nâng ben. Nhưng mà trên Kubota L3408 hoặc L3108, Kubota đã thiết kế sẵn cái miếng tôn ở đây, thiết kế sẵn miếng tôn này. Anh em thấy không ạ? Chúng ta chỉ bỏ miếng tôn này ra và kéo quá cỡ. Khi mà kéo quá cỡ thì hai tay kiếm phía sau nó sẽ nâng lên hết cỡ và lúc đó nó sẽ tạo áp cho cái việc nâng ben này. Chúng ta nâng lên hết cỡ. Còn đối với các cái dòng máy khác của Kubota không có cái khóa này, không có cái miếng tôn này thì anh em hoàn toàn có thể dùng máy cắt hoặc một cách gì đó anh em xẻ thêm một rãnh dài cỡ 3 cm, tức là 30 mm đấy, 30 mm, để cho cái tay cần này vượt quá cái mức độ của nhà sản xuất, thì anh em lúc đó sẽ đã làm cho việc tăng vượt quá cái tầm nâng. Khi mà vượt quá cái tầm nâng thì lực còn lại nó sẽ lực của hệ thống thủy lực nó sẽ dồn vào dây này để nó nâng ben của anh em lên, chỉ đơn giản thế thôi ạ. Là chúng ta rạch thêm một đường, nếu như mà trên máy Kubota mà không có, cũng của anh em mà không có cái tấm này, thì chúng ta rạch thêm một đường tầm cỡ 3 cm và lôi, khi mà anh em nâng ben thì kéo cái tay này quá lên thì tự nhiên nó sẽ có đủ cái áp suất của hệ thống thủy lực nâng ben của anh em lên. Vậy bây giờ Mạnh sẽ chỉ cho anh em thấy khi mà chúng ta tháo bỏ tấm thiết kế sẵn trên máy 3408 để tạo áp cho dây thủy lực này, hoặc là khi anh em nào mà không có cái tấm đó, khi trên máy mà không có cái tấm đó thì chúng ta cắt ra và kiểm tra thế nào để chắc chắn rằng áp suất nó đã đủ trên cái dây này, khi chúng ta thao tác nâng nhé. Khi chúng ta thao tác nâng bằng cái cần điều khiển đó thì chúng ta phải biết chắc chắn rằng áp suất nó phải đủ trước khi lắp dây này lên ben, thì chúng ta phải biết được áp suất nó đã đủ, tức là đạt áp suất cao nhất của van giảm áp trong hệ thống van của máy đã thiết kế sẵn nha anh em. Thì đây Mạnh sẽ cho anh em biết cách nhận biết trực quan để mà chắc chắn nhất. Thì thường cách làm của Mạnh là thường thế này: Mạnh bắt buộc phải đo áp bằng đồng hồ thủy lực, nhưng với điều kiện của anh em thì không thể có đồng hồ đo áp và cũng gần như anh em sẽ không biết cái cách để đo áp. Thì Mạnh sẽ hướng dẫn cho anh em cách nhận biết trực quan như sau: bằng cái tiếng nổ của động cơ thôi, bằng tiếng nổ của động cơ thì anh em sẽ biết được mình cắt rãnh bao nhiêu thì sẽ đủ, khi mà nâng tay điều khiển lên nó sẽ đủ cái hành trình để tạo áp, cũng đủ cái hành trình để tạo áp, tránh việc anh em cắt quá nhiều hoặc cắt quá ít, mở cái rãnh quá ít để cái thước lái nó chưa, cái thước điều khiển nó chưa đủ để tạo áp, thì cái việc nâng ben nó sẽ không đáp ứng được yêu cầu, hoặc là nó quá đi thì nó sẽ ảnh hưởng lớn đến van thủy lực của anh em. Và đây ạ, mình sẽ mở cái có sẵn trên máy 34 cho anh em xem nhé. Em cho lại đây anh ạ. Đây thưa anh em, đây là con ốc 8 vặn cửa lên 12 nhé. Mình sẽ mở ra cho anh em xem. Đây, sau khi mở ra thì nó sẽ có cái rãnh chờ sẵn đây. Rãnh chờ sẵn đây. Và em quay xe ra một chút đây, rãnh chờ sẵn. Bây giờ mình sẽ nổ máy lên và mình nâng quá tầm cho anh em xem, nâng quá tầm thế này cho anh em xem. Để nghe mình phải, khi mà cái cách này là mình hướng dẫn cho anh em nghe cái tiếng máy làm sao biết được áp lực nó đã tạo được trong hệ thống nhé. Đây, chìa khóa đâu nhỉ? Đấy, để xong anh. Đây thì là mày xem nó ngoái cho mọi người xem nhé. Như đang bật đèn.
đây là cái máy garanti nhá, cái máy garanti mình để cái garanti nhỏ nhất này, cái garanti nhỏ nhất, anh em lưu ý cái nhỏ nhất. Nếu như mình ra như này là, nếu mình ra lên là mình không thể nhận biết được, mình để máy garanti nhỏ nhất, đó, mình nâng lên này, nâng lên thì cái phía sau nó cái bắt vào điểm phía sau nó mà phải nghe được tiếng máy nữa. Đây đây nghe. Khi mình nâng lên thì móc ra điểm phía sau nó sẽ nâng. Đây, hạ xuống này. Hạ xuống này. Nâng lên này. Khi mà nâng lên thì cái móc ra điểm phía sau nó sẽ nâng lên. Đấy, anh em nghe tiếng máy vùng chưa? Tiếng máy nó vùng xuống toàn và nghe thấy có tiếng khuấy lực. Nghe thấy có tiếng xả. Đây, anh em thấy không? Đây là tiếng ra thì bình thường. Tiếng ra thì bình thường và cái tốc độ điểm ra này. Này. Gần đến đây chưa sao này. Đến đây chưa sao này. Này bắt đầu này. Đó, tiếng nó vùng xuống, không hề làm gì nhé. Vùng xuống. Còn có tiếng gì tức là tiếng xả lực khi mà áp lực đạt đến mức tới hạn. Tầm có 150 đến 160 kg lực trên cm vuông nha mọi người. Lúc đó tức là cái dây này sau khi bắt đầu dây này sau khi bắt đầu vào chỗ này nó sẽ đã đủ lực để nâng cái đèn lên đó. Thì đối với tất cả những cái máy kéo của Kubota, khi anh em cắt ra thì anh em chỉ cần đẩy cái này, cắt vừa thử, vừa nổ máy thử, khi nào anh em đẩy lên và nó tạo cái độ ghì máy, cái độ ghì máy và có tiếng rè rè như thế. Đó là cách mà Mạnh đã chia sẻ cho anh em về cái cách lắp ben thủy lực. Lắp ben thủy lực Mạnh sẽ đưa lên trên hình một số cái ben thủy lực, một số cái móc cho anh em xem. Vì là hiện tại đây là máy mới nên Mạnh không thể tháo được cái con ốc ở vị trí lắp ben này. Và trên mọi máy của ta đều có cái con ốc đó. Thưa anh em, cái cách lắp dây TO để nâng ben của Mạnh vừa giới thiệu đến anh em, đó là cái cách độ chế nhá. Đó là cái cách độ chế chứ không phải là cách mà nhà sản xuất khuyến cáo. Và đây chính vì đây là cách độ chế nên là anh em khi lắp cái dây TO này hết sức lưu ý cho Mạnh một điều là khi anh em thao tác nâng ben lên thì chúng ta sẽ thao tác như sau. Khi thao tác nâng ben là chúng ta để garanti, để máy nổ ở garanti và chúng ta nâng lên một cách từ từ. Nâng lên một cách từ từ cho đến cái cữ mà anh em đã chuẩn bị sẵn bằng cách rạch một rãnh hoặc là tháo cái tấm tôn đã được thiết kế sẵn ra và nâng lên từ từ. Từ đó anh em mới từ từ anh em ga lớn nó lên để cho ben nó đẩy lên. Chứ anh em không được để ga lớn và kéo nhanh cái tay điều khiển thì nó khi mà kéo nhanh cái tay điều khiển thì cái tốc độ làm việc của cái xi lanh nâng hạ móc 3 điểm nhá, xi lanh nâng hạ móc 3 điểm nó đẩy xuống quá nhanh và nó thúc mạnh vào trong cái lốc phía cuối của cái lốc hộp số của máy kéo, nó sẽ làm cho hỏng vật lý, có nghĩa là biến dạng hoặc nứt vỡ, thì lúc đó là anh em phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Mạnh không khuyến cáo anh em làm cái việc đó một cách rất là lớn và kéo thật mạnh nha. Bởi vì khi chúng ta làm cái thao tác là xẻ thêm một cái rãnh hoặc tháo cái miếng tôn đó ra, tháo cái miếng thép đó ra, thì chúng ta đang làm cho cái hệ thống cơ khí, cái cán piston, mà cụ thể đó là cái cán piston của xi lanh móc 3 điểm
làm việc hết cỡ và đẩy vào phía cuối của sắt xì, đẩy vào phía cuối sắt xì trong lốc hộp số, và từ đó mới tạo áp lực ngược lại trong buồng xi lanh và tạo cái lực nâng ben lên. Vậy anh em lưu ý, hết sức lưu ý cho mọi như thế.